Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video ngày hôm nay thì giới thiệu với các bạn ba cái phô mai Ninh Thuận các bạn. Nói chung thì hàng chân dài lở bầu zin, hai cây với một cây là mai dẻ ha. Chân dài lở cây khá đẹp bạn, bầu đất này kia là ngon lành nha. Bạn thấy không, rễ quá trời luôn ha. Nói chung là cái bầu này rất là cứng, cây chân dài lở rễ này kia cũng đẹp nữa. Sau khi mà đi pha vô thì nó như vậy này, cái cây này đi pha vô đẹp vậy đó. Nó nhỏ chứ nó không lớn ha, hoành nó 22 thôi, cao lên thì từ mặt bầu lên là nó 66 đó, chân dài lở các bạn. Nhưng mà nó dáng nó lắc lượng rất là đẹp ha, nó nhỏ nhưng mà dáng lắc lượng rất là đẹp. Thì phôi này giao lưu với các bạn với giá là 500k đi, bán rẻ cho bạn chơi ha. 500k bao gồm phí vận chuyển luôn nha. Rồi đến với một cái phôi thứ hai các bạn, một cái phôi thứ hai có hoành là 20, cao lên là nó 62 từ mặt bầu lên. Đó, dáng này là dáng dáng văn nhân, đúng đúng với cái dáng văn nhân luôn đó các bạn ơi. Nhưng mà nó trên nó lũa, mà lũa này lũa thép à, không có mục đâu. Đi pha vô cái là mỹ nhân xuất hiện liền các bạn, mỹ nhân xuất hiện liền. Cây này các bạn chơi văn nhân rất đẹp, hai cái chân nó buông xuống như là hai chân người đó, đúng dáng văn nhân luôn. Cái rễ treo treo trên đó các bạn thích thì các bạn để ghép cho nó ăn bo, còn không thôi các bạn cắt luôn. Cây này là đẹp ha. Phôi này cũng giao lưu với các bạn với giá là 500k, hàng để bàn nha. Tết mà mình có cái phôi mà mình để trên bàn kiểu này, mấy phôi như vậy mà để trên bàn là nó quá đẹp các bạn ơi. Rồi bây giờ đến cái phôi số 3 là một cái phôi mai dĩa ha. Một cái phôi mai dĩa hoành 39 và chiều cao từ mặt bầu lên á là nó tầm 40 các bạn. Chắc không tới 40 đâu, khoảng 35. 35 các bạn. Bầu này thì ok luôn nha. Không có rễ chọt xuống mà rễ bàn không à. Phôi này thì giao lưu với các bạn với giá là 850k ha. Tiền giá bao gồm phí vận chuyển rồi nha các bạn. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.